Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói, đói ơi là đói. Trời ơi mấy bạn ơi, đói bụng quá à. Không biết giờ có gì ăn không ta. Ủa, có mùi gì thơm quá vậy ta? Hình như là cái mùi này nó xuất phát từ trong cái ngôi nhà kia thì phải. Để mình vô mình xem thử coi. Ồ, mùi gì thơm dữ vậy trời. Oh my god mấy bạn ơi, ở chỗ này có nguyên một nồi súp ngon ơi là ngon luôn nè. Ôi nhưng mà khoan, cái nồi súp này của ai ta? Sao tự nhiên người ta lại nấu súp mà lại đem ra ngoài đây nấu là sao trời? Ồ trời trời, thơm thơm ơi là thơm luôn bạn ơi. Ủa mà khoan, cái nhà này nhìn quen quen ta, hình như cái nhà của ai quen lắm nè. À đúng rồi, đây chính là nhà của bà phù thủy ở trong làng Hero Team mấy bạn ơi. Trời ơi là trời, những bạn nào mà coi video của Hero Team nhiều thì chắc mấy bạn cũng biết đến ngôi nhà của bà phù thủy này đúng không? Ồ, coi bộ là cái con căn nhà của bà phù thủy hôm nay không biết bà đi đâu ta. Hình như bà đi đâu mất tiêu rồi anh em ơi. Nhưng mà hình như là bà mới vừa nấu cái nồi súp nè. Trời ơi, thơm quá. Hay là bây giờ mình xin một tí ăn chút chứ không sao đâu nha. Trời ơi trời, chứ giờ mình đói bụng quá à, ăn có tí chắc không sao đâu ha. Cái này chắc chắn là do ông trời thương mình cho nên là đã cho mình một cái nồi súp ngon thế này nè các bạn ơi. Không ăn là không được, phải ăn thử miếng mới được. Nhầm 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 nhầm. Trời ơi, ngon quá mấy bạn ơi. Đúng là súp của phù thủy nấu lúc nào cũng ngon hết. Ăn ăn thêm ăn thêm. Nhầm 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 nhầm. Trời ơi là trời. No bụng rồi các bạn ơi. Ngon quá. Ủa khoan, hình như nó có cái gì đó sai sai các bạn ơi. Oh my god, cái gì vậy? Trời mấy bạn ơi, tại sao mình lại bị thu nhỏ rồi? Có chuyện gì vậy trời? Cái gì vậy ta? Ủa khoan từ, mọi thứ xung quanh của mình nó đang đều bị phóng to ra hết các bạn ơi. Kể cả cái rương nó cũng to hơn mình luôn nè. Ủa chuyện gì vậy? Mấy bạn ơi, mình đã bị thu nhỏ thành tí hon rồi. Trời ơi trời. Có khi nào đây chính là phép thuật của bà phù thủy? Bà đã yểm bùa trong cái nồi súp này xong mình ăn vô rồi mình bị biến thành tí hon luôn bạn. Ơi trời ơi không chịu đâu. Trời ơi biến thành tí hon kiểu này mình lỡ mình gặp con gì nó ăn thịt mình rồi sao? Mình phải vô mình kêu bà phù thủy mới được. Bà phù thủy ơi, bà phù thủy. Trời ơi hình như bà đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Ơi toan rồi, chẳng lẽ mình phải sống suốt đời với cái thân hình bé nhỏ thế này sao? Không được. Mấy bạn ơi, bây giờ mấy bạn có cách nào vậy giúp cho mình trở lại thành to lớn như bình thường á? Bạn chỉ mình với chứ giờ mình bị biến thành tí hon mất tiêu rồi. Ơi giờ sao ta? Đúng rồi, hay là bây giờ mình về nhà mình cầu cứu Sammy đi ta. Mình kêu Sammy cứu mình. Ờ đúng rồi, chỉ có một mình bị thu nhỏ thôi, còn Sammy đâu có bị thu nhỏ đâu. Mình có thể nhờ Sammy giải cứu mình. Đúng rồi. Ồ đúng rồi, quên mất. Tại sao mình quên mất là vẫn còn gọi là Sammy, vẫn còn anh Dịch, vẫn còn gọi là Kyron, Simmy và các thành viên của Hero Team. Trời ơi. Đúng rồi. Không sao sao, mình vẫn còn có người để cứu mình là được rồi. Về nhà. Giờ sao mở cửa ta? Trời cái cửa nó bự quá. Bây giờ cách nào đây? À đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nhào vô mình tung vô cái cửa nha các bạn nha, cho cái cửa nó mở ra. Đấy. Chà. Ui mở được rồi. Sammy ơi. Sammy đi đâu rồi ta? Ủa mà. Hả? Hay mất công nghe luôn á, chuẩn bị quá trời đồ ăn mà ông Phong chưa về là sao ta? Ủa, cái gì vậy chạy? Mấy bạn ơi, quá trời đồ ăn luôn. Wow, cái gì đây? Sushi nè, trời sushi nè bạn ơi. Trời bạn ơi, tính ra mình bị thu nhỏ lại á, xong cái miếng sushi nó bự hơn mình luôn bạn ơi. Còn bên đây là gì đây? Hot dog. Trời ơi, có cả kem dịch nữa nè. Rồi cái gì đây? Cái này là gì đây? Bánh quy hả? Trời ơi, pizza, gà quay, trời, có cả thịt nướng nữa nè. Trời ơi, nhiều quá vậy. Mấy bạn ơi, vậy là hôm nay Sammy đang tính tổ chức một cái bữa tiệc gì đó mừng. Ủa mà mừng cái chuyện gì ta? Ủa mà khoan. Hay là hôm nay Sammy tính nấu một món ăn bí mật nào đó để cho mình ăn trời. Nhưng mà bây giờ mình bị thu nhỏ mất tiêu rồi, làm sao mình ăn được đây? Thôi, bây giờ đừng có nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Bây giờ có muốn ăn cũng không ăn được. Bây giờ mình phải cầu cứu Sammy mới được. Sammy ơi! Sammy! Hình như mình nghe tiếng gì đó không ta? Sammy ơi, trời là trời, tôi đang đứng ở trên cái cục thịt nướng nè, bà không thấy tôi hả? Tôi đang đứng trên cục thịt nướng nè, cứu tôi với. Ui, phỏng. Trời đất ơi, thôi chắc là do mình tư tưởng ở nhức đầu quá à. Thôi, chắc bây giờ phải ra ngoài mua thêm ít đồ, chắc bây giờ cũng hơi ít. Đi mua thêm. Chắc thì Phong sẽ về. Sam ơi! Trời, xong luôn các bạn ơi. Do mình bị thu nhỏ cho nên là Sammy không nhận ra mình rồi. Trời ơi là trời, giờ sao đây? Giờ mình đói bụng nữa rồi. Chắc là ngồi đây ăn tí rồi sau đó tí nữa chờ Sam về mình cầu cứu thôi chứ sao. Thèm sushi quá, ăn miếng sushi mới được. Nhầm 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 nhầm.
Trời ơi, đúng là mình thu nhỏ lại cũng có lợi cái ha. Một miếng sushi mình ăn cho chắc bể bụng mình luôn á. Trời ơi, no quá mấy bạn ơi. Trời ơi trời, từ nãy giờ mình ăn quá trời quá đất luôn, nhưng mà cái bàn nó giống như là nó không bị mất miếng nào luôn bạn. Chắc là do mình bị thu nhỏ mà. Ăn miếng kem nữa coi. Nhầm. Ngon quá. Ba ông ơi, về chưa? Tôi về rồi nè. Mất công là một đống đồ ăn này để cho ông Phong bất ngờ. Ông Phong không chịu về. Thế nào ông lại đi chơi game thôi chứ gì? Được lắm, lần sau tôi sẽ không bao giờ làm cho ông mấy cái đồ ăn này nữa. Đồ đáng ghét. Ê, ê, Sam ơi, tôi đây nè, tôi đây nè, nhìn thấy tôi không? Sam ơi. Ăn cái đùi gà, cái bờ tức. Sam ơi, bà không nhìn thấy tôi hả? Sam ơi, trời ơi bạn ơi, Sammy không nhận ra mình rồi. Ôi, trời, mình bị thu nhỏ đúng thật là bất lợi luôn á. Sammy không những là không nhìn thấy được mình mà còn không nghe được tiếng của mình luôn. Mình la to vậy mà Sam cũng không nghe luôn. Trời ơi, chẳng lẽ suốt đời mình sẽ phải bị thu nhỏ thế này sao? Thôi chắc bây giờ thế này đi bạn, tạm thời chắc là mình sẽ sống ở trong cái bàn đồ ăn này luôn. Mấy bạn biết tại sao không? Bây giờ mà ra ngoài đường ha, thế nào mình cũng sẽ gặp một con chó, một con vịt, con heo hay là con gì đó. Nó mà nhìn thấy mình, nó tưởng mình là đồ ăn, nó nhào vô, nó ăn thịt mình là chết luôn á. Cho nên tạm thời thôi, mình cứ sống ở đây. Ở đây có quá trời đồ ăn luôn nè, tha hồ mà ăn, không lo bị gọi là thú dữ ăn thịt đó, đúng không? Trời ơi trời. Ok, thôi tạm thời sống ở đây vậy. Ui, Sam. Ông không về thì tôi không cho ông ăn luôn. Đập. Ê Sam ơi, tôi đây nè, tôi đây nè, không thấy tôi à? Trời ơi, Sammy không thấy mình nữa bạn ơi. Sam ơi, bà làm ơn, bà nghe tôi nói đi mà. Sam ơi, trời ơi trời. Rất dễ sợ luôn, bây giờ nướng cái đùi gà ăn này cho đỡ bất tức. Khổ ghê luôn à. Ôi, đùi gà thơm quá. Mà khoan từ từ, bây giờ có phải lúc để ăn, trời ơi trời, sao mình cứ nghĩ đến chuyện ăn không vậy? Mình phải nhảy lên trên cái đùi gà mới được. Ê, rồi xong té rồi. Nhảy lên trên đùi gà. Hey. Ok, mình đã nhảy được lên trên đùi gà rồi bạn ơi. Ok, mình sẽ đứng ở đây mình kêu Sam nha. Sam ơi, bà thấy tôi không? Tôi nè, Phong nè, Sam ơi. Sam không nghe mình nói luôn. Sao cứ nghe thấy tiếng gì vậy ta? Tôi nè, tôi nè, bà nghe thấy tiếng tôi nè, trời ơi. Bà không nghe luôn bạn ơi. Thôi, tức quá, bây giờ nướng được gà ăn chứ là, tính sao? Ê, Sam ơi, làm ơn nghe. Ôi, chạy, ai? No, cứu tôi với. Trời ơi bạn ơi. Ôi, may quá chạy kịp, xém nữa bị biến thành heo quay luôn rồi. Thôi bây giờ mình phải về nhà mới được. Ủa? Cái ông này đến tận bây giờ mà chưa về à? Được lắm, ông to gan lắm Phong ơi. Tôi cho ở ngoài đường luôn. Ê, khóa cửa. Tôi về rồi nè. Ủa, tôi về rồi nhưng mà tôi bị biến thành tí hon chứ bộ. Ê, Sam ơi, Sam. Bà đóng cửa luôn bạn ơi. Mở cửa ra. Ủa, xong không được. Mở cửa ra. Trời ơi, bà khóa cửa luôn rồi. Làm ơn đi Sam ơi, cứu tôi đi. Tôi ngoài đây nè. Trời ơi, bây giờ gọi là không có đồ ăn mà còn bị nhốt ngoài đường nữa, vậy là chết mình rồi. Giờ sao đây ta? Rồi đành phải chui xuống cái gốc cây đứng ở đây gọi là chờ có ai đi ngang qua cầu cứu chứ giờ biết sao. Ai, đói quá à. Trời ơi trời, có gì ăn ta? Ủa gì vậy? Ôi cái gì vậy? Trời mấy bạn ơi, một con gà siêu to khổng lồ. Ủa mà khoan, hình như con gà nó cũng không to lắm mà chẳng qua là mình bị thu nhỏ trên mình nhìn thấy con gà to vậy thôi. Ê bình tĩnh bạn gà ơi, mình không phải là đồ ăn đâu. Mình là người khổng lồ đó bạn, mà đụng vô mình là sắp tới mình mà biến lại thành khổng lồ là mình sẽ ăn thịt bạn đó. Ui, bạn gà ơi, tha cho mình đi bạn. Ui, thôi mình xin lỗi mà hồi nãy mình nói giỡn chứ mình làm sao ăn thịt bạn được, mình xin lỗi. Ui, tha đi mà, đừng có cắn Phong mà, làm ơn. Ai cái gì vậy? Oh no, con gà. No, mày tránh xa ra. Mày không được lại gần tao. Không được lại gần tao. Đi ra. Trời là trời, tao không phải đồ ăn đâu. Thịt tao toàn là mỡ không à. Mày ăn không được đâu. Mày ăn là mày sẽ bị mỡ trong máu, là mày sẽ chết đó. Trời là trời, tao còn có 5 máu à. Đừng ăn tao bà. Mày nè. Mày hả mày? Trời là trời, cuối cùng cũng giết được nó rồi. Trời ơi, nhưng mà bây giờ cái hố này nó cao như thế này thì làm sao mà lên trên được đây. Ai, đúng là xui xẻo gì đâu luôn trời. Hết gọi là bị biến thành tí hon, rồi lại bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó bị con gà dí theo đòi ăn thịt, tới giờ lại còn rơi xuống cái hố này nữa. Trời ơi, giờ sao? Chẳng lẽ suốt đời sống ở dưới đây trời. Ai, ồ, khoan, hình như là có cái đùi gà. May quá trời ơi, mình vừa giết con gà xong mình có cái đùi gà bạn ơi. Thôi cũng đỡ, cũng có đồ ăn để sống ở dưới đây một thời gian. Ai, cái đùi gà này mình ăn chắc cũng được 3 ngày mới hết á. Sam ơi, Sammy ơi. Trời ơi, trời, không ai nghe mình hết.
mình nhỏ xíu thế này làm sao người ta nghe mình nói được. Mấy bạn ơi, mấy bạn hãy giúp Phong cái này nha, mấy bạn làm ơn giúp Phong đi, là mấy bạn hãy qua bên kênh của Sammy nè, mấy bạn hãy gọi là comment ở trên video của Sam á, là kêu Sam gọi là lại gần một cái hố ở gần nhà, ở kế bên nhà luôn á, để giải cứu Phong nha. Chứ giờ Phong bị mấy thằng tí hon rồi, Phong bị nhốt dưới đây mãi mãi luôn rồi, không bao giờ lên trên được luôn á. Nếu mà không có ai cứu là mình toang luôn á bạn ơi. Ây giờ sao hay ta. Chết tôi rồi.